Xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh VTC News. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật tình hình diễn biến bão số 1. Theo chuyên gia khí tượng, tính đến chiều hôm ngày 17 tháng 7, bão số 1 đang đạt cường độ cực trị cấp 12. Cùng mưa lớn thì khu vực cách tâm bão hàng trăm km có thể có rông lốc. Chiều hôm 17 tháng 7, thông tin đến báo chí về diễn biến của bão số 1. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 1 đổi hướng một chút, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, trước đó là Tây Bắc, với tốc độ nhanh hơn. Ông Hưởng nói, trong 3 đến 4 giờ gần đây, tốc độ di chuyển của bão số 1 khoảng 20 đến 25 km/h. Bão đang đạt cường độ cực trị cấp 12, cách khu vực Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Đêm nay, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, đi vào Vịnh Bắc Bộ. Trưởng phòng dự báo thời tiết thông tin, khi vào Vịnh Bắc Bộ, bão sẽ có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội tại khu vực phía Bắc Biển Đông. Ông Hưởng nhận định, trọng tâm mưa đã thay đổi một chút so với những dự báo trước. Theo đó, mưa lớn sẽ tập trung ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng. Khu vực Tây Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ có lượng mưa thấp hơn. Vị chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên và Thanh Hóa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại các khu đô thị, đặc biệt ở các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên. Theo ông Hưởng, cơn bão số 1 hoạt động trên giải hội tụ nhiệt đới, không phải là cơn bão độc lập, nên ngoài mưa trong thời điểm bão đổ bộ thì mưa sau bão có thể kéo dài 2 ngày. Ông Hưởng nói thêm, cũng không loại trừ khi giải hội tụ nhiệt đới xuất hiện thì ngay sau khi cơn bão số 1 kết thúc, có thể xuất hiện cơn bão số 2 hoặc một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hiện tại, phía Nam Biển Đông xuất hiện hình thái thời tiết xấu. Chúng tôi đang cảnh báo gió mạnh cấp 6, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét ở khu vực này. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, yêu cầu các quận huyện, sở ngành trực thuộc tuyệt đối không được chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng chống và khắc phục hậu quả do cơn bão số 1 đang đổ bộ vào đất liền. Ông Tùng yêu cầu cơ quan chức năng bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển về nơi trú bão an toàn, quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền thủy sản, tàu du lịch, tàu vận tải, tổ chức neo đậu tàu thuyền, gia cố lồng bè thủy sản. Tuyệt đối không để người trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh thủy sản khi có gió mạnh hoặc bão đổ bộ, đặc biệt khách du lịch trên biển và các đảo. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải cho biết địa phương đã tạm dừng hoạt động tham quan du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà từ trưa ngày 17 tháng 7. Địa phương đã đưa có 690 phương tiện tàu thuyền với hơn 2.000 lao động tránh trú bão trên địa bàn huyện, 646 phương tiện tàu thuyền khai thác và dịch vụ thủy sản, phương tiện vận tải khách và du lịch đã được sắp xếp về nơi neo đậu. Ngoài ra, 134 cơ sở nuôi trồng thủy sản với 336 lao động đang được lực lượng chức năng vận động sơ tán về vị trí tránh trú an toàn. Huyện Cát Hải đã triển khai phương án 4 tại chỗ, 100% nhân sự các đơn vị quân đội, công an, các phòng ban chuyên môn, xã địa bàn ứng trực. Địa phương chuẩn bị các vật liệu cát, đá, dây thừng, cọc tre, áo phao, 30 ô tô, 33 xuồng máy và nhiều máy xúc ủi, xe cứu thương sẵn sàng các phương án ứng phó cơn bão Talim. Trong vòng 2 ngày là hôm 16 tháng 7 và hôm 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô kịp thời xuất bến hàng chục chuyến tàu đưa hơn 10.000 khách về đất liền. Những du khách có mong muốn ở lại đảo Cô Tô trong thời gian bão số 1 đổ bộ sẽ được nắm bắt số lượng, liên lạc thường xuyên để cập nhật tình hình. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ 15 giờ hôm 17 tháng 7, việc cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi sẽ tạm dừng. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ Đường thủy Nội địa, Ủy ban Nhân dân các địa phương ven biển xem xét tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi, có thể xem xét cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú và kết thúc công việc trước 18 giờ ngày 17 tháng 7, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển. Hiện Quảng Ninh đã bố trí các lực lượng với trên 1.000 người sẵn sàng ứng trực bão số 1. Đến chiều ngày 17 tháng 7, toàn tỉnh có trên 6.000 tàu các loại. trong đó có 231 tàu đánh bắt xa bờ đã vào khu neo đậu an toàn. Về nuôi trồng thủy sản, tỉnh có hơn 14.000 lồng hiện đã kiểm soát, chằng chéo, đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ. Tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bão theo phương châm 3 trước 4 tại chỗ, căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão, mưa lũ tại địa phương chủ động thông tin kịp thời, hướng dẫn người dân, các đơn vị ứng phó bão, lũ, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu. Các địa phương rà soát đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch và du khách, các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, chủ động báo cáo và thực hiện lệnh cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch. Thưa quý vị, tính đến 4 giờ sáng hôm nay, bão số 1 giật cấp 14 cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 140 km. Dự báo chiều nay, bão trên đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, bão Talim tại đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, Cửa Ông, Quảng Ninh, gió giật mạnh cấp 6, Cô Tô, Quảng Ninh, gió giật cấp 7. Theo cập nhật mới nhất vào 4 giờ sáng hôm nay, vị trí tâm bão trên khu vực phía đông bắc của Vịnh Bắc Bộ cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 140 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, từ 89 đến 117 km/h, giật cấp 14. Dự báo đến 16 giờ, bão trên khu vực đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đến 4 giờ ngày 19 tháng 7, trên đất liền khu vực vùng núi Bắc Bộ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 đến 25 km/h, đi sâu vào đất liền tiếp tục suy yếu và tan dần. Ảnh hưởng của bão số 1, Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14, biển động dữ dội. Vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh, Hải Phòng, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình, gió giật cấp 8. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 3 đến 5 m. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ sóng tăng dần, cao 2 đến 4 m. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Cùng với đó, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, nước dâng do bão từ 0,3 đến 0,5 m. Nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp tại ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của triều cường, sóng lớn và nước dâng do bão vào chiều nay. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ hôm nay đến ngày 19 tháng 7, Đông Bắc Việt Bắc mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ mưa to với lượng mưa từ 100 đến 200 mm. Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120 mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc, kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.